rồi hả? Tôi chạy từ quận 8 qua đi quận Cà Phê, tôi yếu được tiếng Mai Lộn với lui đó, tôi kiếm chồng chồng nãy giờ tiếng hồ đó, tôi vô tới đây á. Má ở bà chơi mà quán phê ông nhà ương về về dạ đi cải khám tiếp mai con ương nhà bệnh viện đó bà ơi. Ủa ông có vòng dùng phát không? Ủa ông đang có vòng dùng phát không? Ông lên thăm ơi, lên bệnh viện thăm tôi có giờ thấy đó. Biết rồi, đã có biết rồi. Khó kiếm lắm, thấy qua bệnh ơi. Kiếm được ai đồ? Ủa hôm nay em có đi coi mộ à? Chứ đâu có gì đi đâu, kêu giúp đi hôm qua, giúp vô đi. Cảm đừng có út tôi nha. Họ nói chứ cũng chưa nắng quá, đời chở phải đi cũng tội mà mệt lắm. Tôi đi với ông gì? Mệt lắm. Mình trẻ trẻ mình đi được chứ suy nghĩ chở ở đây chảnh xa tội nắng. Đi kiếm cái quán cà phê này nãy giờ tiếng hồ rồi đó. Tôi coi cho bà, tôi thấy nhớ đây có cái bãi xe nè. Kiếm hỏi cái bà ngoài góc đường bán chè, bà chỉ vô đây nè. Mới biết là bắt trai cái đi. Trời ơi, coi cho bà rồi tôi ngay góc khu này đường này nè. Vô hỏi bà nó chỉ vô đây nè. Vô đây mới chỉnh nhớ là quán phê của cô Châu nè. Tôi coi trên clip rồi tôi coi nhớ nhớ đây có cái bãi xe mà biết quá không phải nhiều quá không biết chung cư này như chung cư gì nữa này chứ có bán không bán nhờ mời anh mua ủng hộ đi ơi hả ngày mơ hả mơ mới bán hả rồi mơ thứ hai làm mẹ rồi có chủ nhật mới rảnh thôi không có ai đủ đâu đủ đâu có bán số về ăn uống gì chơi chứ trường sáng gì luôn hả có cái cạc trang mẹ lát mẹ em vô cạc bánh kèo á à bánh xèo bà trang à có số điện thoại mà bánh xèo bà Trang là sao không hiểu gì chừng bánh xèo bà Trang phòng á mỗi của một chút á à gì trước bữa nay muốn ăn bánh xèo hả à trước bữa là con gọi cho chắc là có gì vô chứ ở bên kia ta đang bán bánh xèo mình gọi bánh xèo chỗ khác rồi này dắt kiếm mối người ta sáng sớm kiếm mối rồi một pha nữa nay nó cũng đi lên trên mộ vậy đó đi vậy đó là chở đây có một pha chở kìa con có đứa con có chở kìa thấy chưa đâu lấy cái đá nữa thấy chưa tay này đeo gì nữa vậy ta ôi nó bắt hiện ra thôi mới thấy rồi nha thôi 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 thật là sáng bóng quá đi mua đâu chứ mua chợ ở chợ Kim Biên ha đâu ạ năm con 3 triệu ạ rồi ai chơi chắc vậy để dành mua để dành mua mãi không để dành mua không tươi nha, chất này nhìn tươi nha. Hôm qua cũng vô mánh bao em ăn dĩa cơm sườn, cơm hải sản với bộ. Vô mánh gì, quay vô mánh gì chứ. Vô mánh gì mà bao dậu. Miễn vụ rồi về, chắc sửa rồi có cái vỏ đẹp. Ở đó giờ không thấy gì chứ, bao con ăn cái gì nha. Trời ơi, tự ông ăn. Nước cũng không thấy bao uống luôn á. Uống nước đi. Thôi, nó giỡn cho vui vậy thôi chứ. Ăn uống gì. Sôi lên, ăn. Sôi nằm bên quận 7 thì sao mua. Ờ ai đồ nãy là tôi cho bông tay dẫn 2 dẫn 3 chiếc đó là nơi quá bạn ơi à bớt đau chưa quên nữa bớt rồi hả ô nó kệ vậy chứ ăn sao ăn gì chưa kêu chơi chứ ăn à ăn lắm dạo tối năm vàng rồi cái năm vàng rồi ạ rồi cuối cùng năm vàng rồi rồi ạ qua đó thì chết rồi bớt ăn uống lưu tung lại để kia đồ con đường nó lên ưu điểm nữa hôm nay nhiều đó rồi nhiều gái rồi đó có đẻ ông Trần lãnh tiền lâu quá Trần đi thấy lỗ rồi hơn Trần đi học pizza thấy lỗ bậy quá thấy pizza lỗ đi pizza đâu lên mộ mà nói chứ đi lên mộ rồi lên mộ quay chẩn nó kiếm đợt này nó kiếm tiền để nó cưới vợ mà này nó dẫn cưới vợ đại lớn lắm á chắc là chú hôn không chứ là chú hôn đi à đi rồi ủa sao mà tôi chở nó đội này chở ai một cầm hả có đó gì có đó gì sơn chưa có xuống cho nên là cái gì chở bà đâu ấy thì sơn chở gì hà còn cái nhiều chở một cầm nay mình nghỉ mai mình được mới bán có gì chứ ở dĩ nay mình đi đạp dịch đi đưa đầm sen đạp dịch đi
lâu vô chổng mình sẽ chết bữa đi. Ok. Cha tấn hơn Trần. Không mua bánh kẹo cúng sao nó hiện hình. Đó, hiện hình đây kìa. Hiện hình nè. Hiện hồn mình đó. Mày đâu vậy? Để mở camera lên. Mở camera lên. Bánh mở lên. Mày mở camera lên. Tắt camera rồi. Mở tâm ba ga lên. Mày hiện hình lên cho tao coi. Mày hiện hình cho tao coi. Mờ quá vậy. Gọi lại. Tắt từ chỗ gọi chứ nè. Để nó. Bà Châu bà khóc đây quá trời nè. Alo. Bà Châu khóc đây quá trời nè, không nhiều đi rồi. Bà Châu khóc đây nè. Có ngày nó đeo cái quán con hoài, tự nhiên khóc làm gì, không quá khóc. Mày nói đi, mày lo hoài vậy. Hiện hình lên. Có tiền cho em chưa? Mày đi hoài vậy? Nhớ lấy cái đùi về nha. Nói ra ăn đi Bình Dương. Trời mới đây lên tới chảnh luôn rồi. Trời mới đây mau về thấy anh cả chưa? Mày chở má đi hả? Cắt rồi à. Mặt nó mặt đi rồi. Sa mày cắm vàng hoài luôn. Làm bộ tay này bóng tay khoe coi vàng này bóng tay coi vàng. Lấy ngón tay để móc mũi đồ nữa ha. Mày là tình gió với em là chim thì em đem để đi chim vào lòng. Ai lớn lên không một lần yêu. Hát cái bản Mai Lại Quyền với ông Cường đó. Cái ghế qua đây ngồi nè. Sáng giờ vẫn uống mấy lít rồi mà vô thấy xỉn giống xỉn vậy. Uống gì má. Mặt thì giống xỉn vậy. Mày là đi miên à. Chim khôn lửa cành mà đậu. Gái khôn kiếm mấy nhậu mà nhờ. Lỡ mai chết bụi bàn thờ gọi đại. Cái gì? Chết bụi bàn thờ gì? Bàn thờ hỏi dân. Bàn thờ hỏi đốt nhang. Thôi quá xa chắc có ngày em chơi với mẹ. Chứ thấy làm như đang phê phê cái gì ta. Phải không? Phải không? Đang phê phê cái gì á. Không, chứ anh phiêu, chứ anh phiêu. Ê, Mai Lê Quyền. Mày cứ làm sao u sầu mà không tình nói. Giấc đã trên bánh em. Ủa, tôi rất là ngon, có đẹp ra. Rồi sao nữa? Không bao giờ bán cho bà Dung với bà Bảy nghe không? Rửa chua rất là nói đẹp. Nói nghe nè, có tiền là có quyền. Sưng nó bán ăn chỗ khác rồi bán mình sưng nó bán cho mua đồ đâu. Đừng có làm như vậy xấu lắm. Ê, hôm nay chứ. Lẹ chở bà Dung hôm nay xây mộ dữ lên. Mai mốt biết tới xây mộ ai không? Xây mộ cầu như đàn bà hung dữ chỉ thề quá trời. Ai điểm còn qua tấn nguệ. Thôi ơi. Bà chết đâu phải bà tử con tọt đâu. Hình như tôi thấy bà tử con gà đó. Ăn rồi quẹt cái mỏ đi. Chờ nó lấy à. Lấy con nhỏ gì vậy? Lấy ngọc. Còn có miếng mà lấy con. Ê, em đi. Thôi con nguyện hoài.
Nước sông còn phẩm nước giếng nha. Đây nhà ai nước sáng nha. Ăn thơm mà không? Con có gia đình sao già đâu kìa. Ăn gì nữa chứ? Đây nó đây nó lấy mụn cằn đi. Này đây rồi đó đây đây đó chắc rồi. Đây nó chắc rồi. Ơi, gì đại? Đại ngày nào đó chết con chèm nó chả có tay nó luôn rồi. Dạ, đi đại vậy, đại gì đó chết kẹp. Rồi. Thì rất là đây, đây xong đây, đi đại. Bài trước này luôn á, chứ quậy quá chứ rồi. Cũng miệng nó sợ lắm, lột quần nó cầm quần chạy ra ngoài kia đâu. Nó chưa xỉn, nó xỉn nó bỏ nó sợ nó. Sợ hôm qua cũng cho nó ăn trồng chè, bà hỏi tôi nói sợ nó. Gì qua gì chất dẫn đến quỷ đi ăn chè hả? Nguyên một con chè quýnh nó thì thôi á. À. Làm gì chắc bảo giả làm gì chứ? Đi thi biểu diễn hả? Đi người mẫu hả? Đi làm vũ linh nè, đi làm vũ linh gà, anh chơi ngủ với vũ linh gà. Đi vũ linh gà Dung ơi. Sợ không trời. Sợ mày rồi. Trời đó tôi má làm con mình má cà cao với cà vơi. Hai bảy là cuộc chuyện nữa. Bảy sáu. Không, 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 không